nhé. Đấy, ổ tắm này, nó sạch sẽ. Cô cho người ta cho ta nuôi đi, người ta cho đồ ăn cho bổ, phải không? Hiểu không? Đứng yên. Đó. Lì thì cũng lì, mà có cái thì cũng dễ thương. Bây giờ tại sao thì tao bắt nở mày đó. Nó bắt nở mày á, bắt nở nhiều đời nhiều kiếp vậy đó. Bắt nở nhiều đời nhiều kiếp vậy đó. Nó nhập đời nhập kiếp sao? Bị quýnh hoài à. Mà nó không tỏ nha. Đây. Quýnh hoài. Mà không tớ nè. Vô ơi. Vô cho ra xà bóng ơi. Vô. 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 Lần trước tía chưa? Lần trước tía chưa? Lần trước tía chưa? Lần trước tía chưa? Lần trước tía? Lần trước tía? Lần trước tía chưa? Thấy không? Lần trước tía chưa? Lần trước tía. Nghe không? Mời bác sư phụ cho con qua nhà mới ở nghe không? Xe xe lại đây con. Xe xe. Xe xe. Ở đây. Ở đây con. Mong sư phụ cho qua nhà mới ở nghe xe xe. Xe xe. Ở đây con. Mắc nợ hang bay hả? Xe xe thì quậy kiểu xe xe. Ê xà thì quậy theo kiểu ê xà. Mắc nợ hang bay phải không? Phải không? Chịu hết tẩu rồi. Bây giờ xe xe làm sao? Coi răng xe xe có vẻ được không?
Con gà rồi. Nè. Ảnh là thôi chú không tắm thôi con ảnh không. Xe xe thì quậy theo kiểu xe xe. Hết xà thì quậy theo kiểu hết xà. Hết chú đài tháo không? Mọi người coi chú đài tháo không? Có hai con hầm nó quậy giấy đó chú đài tháo không? Xe xe thì quậy theo kiểu xe xe. Chú sao làm người nha con. Chứ sao làm người không có làm chó nữa nghe không? Chó não không đủ hiểu biết thấy không? Nơi biết sư phụ nói có hiểu. Không có hiểu là sư phụ giận thấy không? Sư phụ đập thấy không? Chứ sao làm người nghe không? Nghe không con? Chứ sao nhớ nghe không? Chúng ta ở sư phụ kiếp sau làm người nghe không? Cái xà nó lì lắm á, sư phụ cho cái xà mà sư phụ cho xe xe không đành luôn á, rồi không lẽ giờ cho một đứa. Mà nếu sư phụ cho cái xà là sư phụ cho xe xe luôn á, biết không? Sư phụ cho cái xà là sư phụ cho xe xe luôn. Sư phụ cho hết hai đứa luôn, sư phụ không nuôi đứa nào hết trơn á. Chịu hết nổi rồi. Đứa nào cũng có cái lì riêng hết trơn á. Sư phụ cho là cho hết luôn. Nghe không? À, cái xà mà quậy đi. Nghiệp quá. Sư phụ bóp cái não con nghe không? Bóp cái não cho thông minh nghe không? Sư phụ gãi cái não cho là cái não thông minh nghe không? Nghe không con? Nghe không con? Cái đầu mà trái táo à. Cái đầu tròn cái trái táo vậy đó. Nó ganh tị kìa con, nó ganh tị kìa. Cái xà nó ganh tị xê kìa. Mình đã lớn quá rồi, sư phụ đâu có bồng quá nổi. Ganh tị kìa. Nó xê xê. Con đừng làm cực sư phụ quá nghe không. Sư phụ thấy tội nghiệp sư phụ nuôi hai đứa mồ côi không. Đứa nào cũng mồ côi hết trơn có biết không. Mồ côi sư phụ mới nuôi cho con biết không. Nghe không? Coi sư phụ mới nuôi, chứ không sư phụ nó có nuôi làm chi. Nghe không? Rồi, đủ chưa? Nó ganh tị xe xe kìa. Cái xà nó ganh tị xe xe kìa. Ôi, cái xà sâu tinh quá. Cái xà sâu tinh quá. Sâu tinh quá. Đó. Hết chỉ đi tiêu cái cây của ta. Đi xuống nữa con. Đó, đi, đó đi. Đó, hăng, đó, hăng, bởi vậy đó, hăng. Tắm cho lạnh chết cha cũng chưa bỏ tạc à. Hăng. Hăng đi. Mày ra lì, tao không có nuôi mày nữa đâu. Nuôi không có nổi đâu. Đó. Cái gì cũng có nó hết trơn á trời. Biết đau là sao lì, được không?
chạy báo không được coi. Biết đau rồi sao lại nữa đấy. Đưa cho bộ coi. Đó, biết đau sao lại. Đây, một lần nữa ha. Đưa cho bộ bấm cái vậy đó nghe không. Chạy báo không? Đi coi. Biết đau rồi sao lại con. Cái đau con lấy mà lấy. Thôi giờ đi vô nghe không?